Chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2024 và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình 1959-2024, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, tiếp nối chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tuyên dương Bí thư Chi đoàn tiêu biểu năm 2024. Đến dự có đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, thường trực các huyện, thành ủy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, cùng 93 đồng chí Bí thư Chi đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 3.000 Bí thư Chi đoàn trong toàn tỉnh đã về tham dự. Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên cùng ôn lại truyền thống 93 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật của các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ toàn tỉnh trong phong trào thi đua tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác, chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình. Qua gần 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa 14, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tổ chức được hàng nghìn buổi sinh hoạt, diễn đàn, tọa đàm về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút hàng trăm nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đã có hàng nghìn công trình phần việc thanh niên được triển khai, đem lại giá trị thiết thực, làm lợi cho cộng đồng xã hội, góp phần thay đổi diện mạo quê hương. Từ năm 2022 đến nay, đã giới thiệu 3.640 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 3.011 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Để có được những kết quả đó là do sự cố gắng nỗ lực của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất tích cực, trách nhiệm của đội ngũ bí thư chi đoàn, những hạt nhân ở cơ sở. Tại chương trình, các đại biểu đã được gặp gỡ, giao lưu với những bí thư chi đoàn tiêu biểu tại các địa phương, đơn vị. Họ đã thể hiện vai trò của mình trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của tổ chức đoàn tại cơ sở, trực tiếp tạo động lực mạnh mẽ và truyền cảm hứng, thúc đẩy đoàn viên thanh niên và tập thể chi đoàn không ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tại chương trình, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa, lãnh đạo tỉnh đoàn đã trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và biểu trưng cho 93 đồng chí bí thư chi đoàn tiêu biểu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đỗ Việt Anh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả thành tích nổi bật mà đoàn thanh niên và tuổi trẻ toàn tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Chúc mừng 93 đồng chí bí thư chi đoàn tiêu biểu đã được tuyên dương hôm nay. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, các cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn viên trong tỉnh cần quan tâm tập trung chỉ đạo và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đoàn viên thanh niên và cho thế hệ trẻ, thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp để đưa hoạt động đoàn đi vào thực chất, có chiều sâu, có sự lan tỏa mạnh mẽ ngay từ cơ sở, tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công việc. Đối với mỗi bí thư chi đoàn được tuyên dương hôm nay, cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong đảm nhận những việc mới, việc khó. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần sâu sát lãnh đạo chỉ đạo, tin tưởng, trao cơ hội để tổ chức đoàn các cấp tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương, đơn vị, tạo thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, cống hiến và trưởng thành.